có thể thấy, giống như cơm ăn, nước uống hay không khí để hít thở hàng ngày. Giấc ngủ cũng là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Nó ảnh hưởng đến cả thể lực và trí lực của con người. Vì vậy, mỗi người cần phải chú trọng giấc ngủ, nếu không nó sẽ là nguy cơ gây nhiều bệnh trong cuộc sống. Vì vậy, nếu thường xuyên thiếu ngủ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Cách đây vài tháng, bà Nguyễn Thị Liên, quê Ý Yên, Nam Định đã từng phải nhập viện điều trị vì chứng mất ngủ kéo dài. Mất ngủ lâu lắm, gần năm gì đấy. Có ngày thì nó lại ngủ được, ngày thì không ngủ được. Thì tôi cũng không biết là bệnh gì cơ. Chỉ cứ thấy nó mất ngủ vậy mà lại ăn thì cũng ăn ít. Mặc dù tình trạng mất ngủ kéo dài, nhưng bà Liên và gia đình đều không ý thức được điều đó. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, việc mất ngủ kéo dài đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của bà Liên. Không chỉ với những người cao niên, mà hiện nay tình trạng trẻ nhỏ mắc chứng mất ngủ cũng ngày càng gia tăng. Người ta cho rằng là ở người lớn thì mới có mất ngủ, có rối loạn giấc ngủ. Nhưng mà trong thực tế thì người ta thấy rằng là trẻ em từ lúc sinh ra thì nó đã có thể gặp cái tình trạng là mất ngủ. Mất ngủ ở đấy thì người ta thấy rằng là tùy từng cái lứa tuổi mà cái số thời gian ngủ nó không đạt được. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển cả về thể chất và trí tuệ của trẻ. Rất là nhiều cái hậu quả. Một là nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển cơ thể chung của trẻ, dẫn đến là cái quấy khóc, rồi là nó ăn uống kém, rồi nó có thể sinh ra một số cái bệnh. Nhưng mà trực tiếp đối với thần kinh tâm thần thì mất ngủ nó có thể dẫn đến một số cái bệnh lý thần kinh tâm thần. Ví dụ như là nó ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ, ảnh hưởng đến cái sự phát triển của trí nhớ. Rồi là có thể có một số bệnh như là trầm cảm nó có thể xuất hiện. Có thể thấy, giống như cơm ăn, nước uống hay không khí để hít thở hàng ngày, giấc ngủ cũng là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Nó ảnh hưởng đến cả thể lực và trí lực của con người. Vì vậy, mỗi người cần phải chú trọng giấc ngủ, nếu không nó sẽ là nguy cơ gây nhiều bệnh trong cuộc sống. Xin chào bác sĩ tiến sĩ Phạm Thị Thúy Hòa, rất vui khi được gặp tiến sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Có nhiều người quan niệm rằng chứng mất ngủ chỉ diễn ra ở những người cao tuổi, nhưng thực tế hiện nay thì chứng mất ngủ còn diễn ra ở lứa tuổi trung niên hoặc là lứa tuổi trẻ. Vậy thì tiến sĩ có thể cho biết là nguyên nhân nào dẫn tới tình trạng như vậy? Mất ngủ được tính ngay là từ bản thân người đó bị mất ngủ là nguyên nhân bản thân. Thì bản thân của người đó có thể là do cái gì? Một là do người đó có cái bữa ăn mà nó không ổn trước khi đi ngủ. Ví dụ đối với dinh dưỡng, mà nếu ăn nhiều protein quá hoặc ăn nhiều chất béo quá vào cái bữa tối. Điểm thứ hai nữa là có thể uống những cái thứ mà nó cũng gây hưng phấn, ví dụ như cà phê, ví dụ như là bò húc. Cái thứ ba nữa, thì người đó có cái tập thể dục lại vào trước khi đi ngủ, thì cái giấc ngủ đương nhiên là tất cả các bộ phận trong cơ thể bị hưng phấn. Cái điểm thứ tư nữa thì cũng phải lưu ý tới cái phần đặc biệt là cái stress. Bởi vì stress thì không chỉ ở lứa tuổi người già, mà lứa tuổi, tất cả các lứa tuổi, trong đó có cả bé nhí, tức là bệnh nhân nhí. Còn nguyên nhân của nó thì nguyên nhân mỗi lứa tuổi nó lại khác nhau. Ví dụ như là ở đây tôi muốn nói nguyên nhân bản thân mà lại là về bệnh tật chẳng hạn. Thì đối với cái đứa trẻ bị còi xương là bé bị thiếu canxi, bé bị thiếu D, cho nên đến đêm là nó nhức nhối cái chân tay thì bé khóc và nó không ngủ được. Và một cái nhỏ nữa, đối với những cái giai đoạn sinh lý khác nhau thì người ta cũng mất ngủ. Tiến sĩ có thể cho khán giả của Kiosk Thông Thái những lời khuyên về chế độ dinh dưỡng hàng ngày để giúp những người mất ngủ cải thiện được giấc ngủ của mình. Nếu tôi muốn nói về lý thuyết thì vẫn phải ăn đủ 4 nhóm thức ăn. Nhưng bây giờ chúng ta quay trở lại là nguyên nhân của vấn đề mất ngủ là cái gì? Nếu nguyên nhân mà do vấn đề ăn nhiều quá trước khi đi ngủ thì bây giờ chúng ta bữa ăn tối của chúng ta là gì?
là đạm, chỉ ăn đạm thực vật thôi. Và cái thứ hai nữa là chúng ta không uống những cái thứ nước mà kích thích. Quay trở lại bản chất của các chất dinh dưỡng nào nó hỗ trợ cho giấc ngủ, thì ở đây chúng ta sẽ nhìn nhận. Thứ nhất là các loại vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B1, B6. Cái B1 ấy nó có nhiệm vụ gì? Là nó giúp cho các cái co bóp của quả tim nó tốt, cho nên nó sẽ điều hòa khí oxy ở trong các cái tế bào, là một. Cái thứ hai B6, B6 là giúp cho các đầu dây thần kinh nó sẽ có thể là nó tiếp xúc và nó sẽ làm tốt cái chức phận là dẫn truyền giấc ngủ, là hai. Cái thứ ba là magie. Magie là một cái chất mà nó là một chất khoáng, mà khi uống magie vào thì toàn bộ cơ thể là nó bị giãn cơ, nó được giãn cơ. Và như vậy cơ thể của người ta sẽ được vào giấc ngủ nó sâu hơn. Thế và cái thứ tư nữa là tryptophan. Tryptophan là một loại acid amin, hay nói cách khác là một loại chất đạm. Vậy các cái chất đó nó nằm ở những thực phẩm nào? Thứ nhất là các loại rau. Các loại rau thì rau lá sẫm màu. Cái thứ hai là trong các loại chất đạm thì ta lưu ý tới cái là thịt ta giảm đi, mà ta sẽ tăng lên là ta sẽ tăng lên các cái loại thịt gia cầm và đặc biệt là cá thì sẽ rất là tốt. Còn một cái điểm nữa là trong các loại trái cây thì ta có chuối, mơ, dâu cũng rất là tốt. Còn lại thì ở trong các cái đồ ăn thức uống của chúng ta dạng tinh bột, thì những cái nào tinh bột nó không quá nhiều năng lượng thì chúng ta sẽ ăn vào bữa tối, ví dụ như bún. Bên cạnh đó còn có những lưu ý nào khác nữa không thưa tiến sĩ? Chúng ta đừng lo lắng quá về giấc ngủ để chúng ta phải sử dụng thuốc. Bởi vì thực chất là chúng ta mất ngủ là chỉ do một số các nguyên nhân như tôi nói thôi. Thì chúng ta giảm các nguyên nhân đó, và yếu tố dinh dưỡng là rất quan trọng. Bởi vì nó rất dễ đến với mình, rất dễ mua. Và tôi cũng muốn chia sẻ các bạn là nếu các bạn muốn ăn như thế nào, chế độ như thế nào, thì các bạn có thể tới các cái trung tâm tư vấn dinh dưỡng. Cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Phạm Thị Thúy Hòa đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, như phần trên, bác sĩ đã đưa ra những nguyên nhân của bệnh mất ngủ. Và để điều trị bệnh mất ngủ, chúng ta không nên chỉ dựa vào thuốc, mà còn chú ý đến những nguyên nhân gây bệnh, cũng như là chế độ sinh hoạt, ăn uống. Và món ăn cũng là một trong những phương thuốc giúp cho những người mất ngủ. Và trong chương trình hôm nay, Kiosk Thông Thái xin giới thiệu đến quý vị một món ăn dễ làm và giúp an thần dễ ngủ. Và hôm nay chúng ta cùng làm quen với anh Hải Đoàn. Và anh Hải Đoàn ơi, hôm nay chúng ta sẽ làm món ăn gì nhỉ? Vâng, với cái yêu cầu về việc một món ăn tốt cho an thần dễ ngủ, trong chương trình ngày hôm nay cụ thể là tôi muốn giới thiệu đến một cái loại thực phẩm, đó là chuối. Và món ăn của ngày hôm nay đó là món chuối chiên kem. Món chuối chiên kem nghe có vẻ khá là hấp dẫn. Vậy thì anh có thể nói thêm về cái chất dinh dưỡng trong cái món này được không ạ? Chuối chiên kem ngoài việc thực phẩm chính là chuối. Chuối thì ngoài việc là rất nhiều năng lượng ra, thì chuối là một cái thực phẩm rất dễ ăn, tốt cho người già. Vậy thưa anh Hải Đoàn, ngoài cái món chuối ra thì chúng ta cần phải chuẩn bị những nguyên liệu gì nữa hả anh? Ngoài ra thì chúng ta sẽ có, để mà chiên chuối thì chúng ta sẽ có một cái lớp bột để bao bên ngoài chuối. Để làm cái lớp bột đó thì chúng ta sẽ có bột năng, bột mì, một chút xíu muối, dầu ăn và trứng gà. Và chuối chiên kem thì chuối sẽ được kết hợp với kem, thì kem chúng ta sẽ làm sẵn. Đoàn có thể nói thêm cho khán giả biết về cách lựa chọn thực phẩm khi chúng ta làm món này được không ạ? Chuối thì sẽ cho lựa chọn loại chuối mà không quá chín, cũng như là chuối không bị xanh. Trước hết chuối thì chúng ta cũng sẽ bóc bỏ vỏ đi. Vâng. Em có thể bóc chuối. Sau đó cái lớp bột mà để bao bên ngoài chuối ở đây chúng ta sẽ sử dụng là bột mì. Chúng ta có 50g bột năng nữa. Lượng bột năng và bột mì sẽ bằng nhau. Chúng ta sẽ có một quả trứng gà. Và thêm vào đó là một chút nước cốt chanh. Chúng ta sẽ có một chút xíu muối tinh. Vâng. Và nước lọc. Mình sẽ lấy phới này. Chúng ta sẽ đánh làm sao mà toàn bộ bột, trứng, muối, nước cốt chanh, toàn bộ cái nguyên liệu ở bên trong này nó sẽ hòa quyện với nhau và tan.
Vậy thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ làm gì anh nhỉ? Chúng ta sẽ cho chuối xong đó mình bao một cái lớp bột này bên ngoài xong rồi thả vào dầu nóng ra để mình chiên. Nó không được trần trù. Nó đây là cái màu sắc và chuối đã được rồi. Chúng ta sẽ vớt ra cái đường phụ như thế này để cho nó ráo dầu đi. Chúng ta sẽ vớt ra. Anh Đoàn ơi, sau khi mà đã chiên chuối xong thì sẽ làm gì tiếp theo anh? Chúng ta sẽ cắt chuối ra và cho lên đĩa, sau đó cho kem và chúng ta ăn cùng. Ok, giờ là cái việc mà chúng ta sẽ cắt chuối. Mỗi một suất như thế này, mỗi một người chúng ta ăn sẽ thường là mình sẽ dùng một quả chuối thôi. Cắt nó ra thành các miếng nhỏ, sau đó mình sẽ xếp lên đĩa. Vừa là trang trí để ăn kèm mà chuối sẽ được xếp vào bên trong đĩa. Đó. Cuối cùng thì mới là chúng ta cho kem lên trên. Thường thường sẽ dùng một quả, một cái scoop kem, tức là một cái muôi kem này đi đôi với cả một quả chuối. Đấy. Tiếp theo là một chút bạc hà chúng ta trang trí lên phần bên trên. Vậy là chúng ta đã xong món chuối chiên kem rồi, nhìn khá là bắt mắt. Anh Đoàn ơi, anh có thể nói thêm là cái món chuối chiên kem này chúng ta sẽ thể dùng trong cái thời gian nào của ngày được không ạ? Thứ nhất là nó sẽ là một cái món ăn tráng miệng và ăn cuối cùng của bữa ăn. Thường thì món này chúng ta nên ăn vào buổi trưa. Vậy là bây giờ mỗi ngày chúng ta có thể làm món chuối chiên kem khá là đơn giản để giúp chúng ta vừa làm một món ăn tráng miệng mà lại còn vừa giúp cho giấc ngủ của chúng ta được dễ dàng hơn. Cảm ơn anh Đoàn về món ăn ngày hôm nay. Yeah. Thưa các bạn, vậy là chương trình hôm nay chúng ta đã được làm quen với món chuối chiên kem khá là đơn giản. Hy vọng các bạn sẽ dễ dàng thực hiện món ăn này và chúc các bạn ngon miệng. Chương trình Ký ức Thông Thái hôm nay xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.